Trong môi trường làm việc nắng nóng, người lao động thường mặc quần áo bảo hộ chống cháy. Đây là loại quần áo bảo hộ lao động đặc biệt, dành cho người lao động trong một số lĩnh vực. Tiếp xúc thường xuyên với khói, lửa và nhiệt độ cao có thể dẫn đến bệnh đường hô hấp. Quần áo chống cháy hay còn được gọi với những cái tên như quần áo chống nóng, đồng phục chống nóng. Đây là loại áo đặc biệt dùng để giữ an toàn cho người mặc, đặc biệt là trong môi trường nhiệt độ cao tiếp xúc với khói, lửa và chất nổ. Quần áo chống cháy thường được may 4 lớp từ ngoài vào trong. Do cấu tạo nhiều lớp nên khả năng chịu nhiệt của sản phẩm có thể lên tới 1.500 độ F. Thiết kế đồng phục bảo hộ lao động áo suôn rộng thoải mái. Nó khác với quần áo bảo hộ lao động cổ bẻ thông thường. Áo được may theo kiểu cổ thẳng cố định. Cổ tay áo có kích thước vừa vặn với trang phục để người mặc dễ dàng vận động khi làm việc. Chiều dài tay áo vừa phải. Thân áo có khóa kéo giúp bạn dễ dàng thay áo. Quần bảo hộ được may từ trên xuống dưới cùng chất liệu cấu tạo với áo. Quần tây không có khớp gối bó sát và không hạn chế các cử động linh hoạt. Quần tây thường được may thêm vài phân để tăng khả năng bảo vệ. Một số phụ kiện đi kèm theo quần áo bảo hộ lao động. Những phụ kiện đi kèm tạo nên một bộ trang phục hoàn hảo, bao gồm mũ trùm đầu, găng tay và ống che chân. Mũ, đặc biệt phù hợp với tổng thể trang phục. Mũ có dạng hình chóp được làm bằng chất liệu giống quần áo. Mũ bảo hiểm cũng được trang bị một tấm che mặt dày. Găng tay được cắt rời với lớp cao su chống trượt để tăng độ bám và giúp bảo vệ đôi bàn tay tránh khỏi những vết bỏng do những cơn lửa và nhiệt độ cao gây ra, giúp cho đôi bàn tay mượt mà và an toàn hơn. Bao chân, thiết kế bốt và cổ có tác dụng bảo vệ chân người lao động khi làm việc. Chất liệu may trang phục để tăng khả năng chịu nhiệt và chống cháy lên mức cao nhất. Quần áo được may nhiều lớp, các lớp được tạo thành từ các vật liệu như sợi thủy tinh phủ nhôm. Đặc biệt, chất dùng để may quần áo không chứa amiang độc hại. Sản phẩm chứa các thành phần vô cùng thân thiện và lành tính khi tiếp xúc với da. Vật liệu chống cháy đồng nhất còn có tác dụng chống axit ăn mòn thân xe khi làm việc, khả năng chống nước và các hóa chất khác rất tốt. Ngoài ra, nó còn giúp chống bức xạ nhiệt trực tiếp vào người lao động. Dù sử dụng những chất liệu khác với thông thường nhưng bộ đồng phục vẫn đảm bảo tính gọn nhẹ. Mua quần áo bảo hộ chống cháy ở đâu thì chất lượng? Chúng tôi, doanh nghiệp bảo hộ Xanh Tự Hào, là địa chỉ sản xuất đồ bảo hộ lâu năm, xin hân hạnh được phục vụ quý khách. Để có thể sở hữu sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất thị trường thì quý khách hàng hãy liên hệ chúng tôi ngay hôm nay.